xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Điện thoại Vui TV. Như ở phần trước mình đã phổ cập một số cái tính năng hay cũng như là hữu ích của Instagram và hứa hẹn sẽ có phần sau. Mình sau một thời gian mà mình thu thập được những cái ý kiến của các bạn thì mình cảm thấy là có một số bạn mới sử dụng Instagram nên chưa có biết là những cái tính năng hay và thú vị còn đơn giản để mình sử dụng. Và hôm nay trong clip này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng những cái tính năng hay mà đơn giản để chỉnh sửa ảnh nè, để sống ảo nè, rồi để xem TV bằng cái tính năng là IGTV trên Instagram. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Ok, đầu tiên sẽ là tính năng bộ lọc màu. Thì mình sẽ bấm vào cái biểu tượng dấu cộng ở đây và chọn một tấm ảnh bất kỳ. Mình sẽ chọn tấm này. Sau đó tùy chỉnh theo cái khung của nó đấy, tùy chỉnh theo khung. Và bấm tiếp theo. Thì đây là bộ lọc màu của nó. Các bạn sẽ chọn một màu cảm thấy phù hợp với cái bức ảnh này. Mình sẽ chọn màu với tông hơi nóng một tí. Đấy, mình sẽ chọn tông này. Cái tông này thì mình thường cho sử dụng cho những bức ảnh tự sướng, bởi vì nó có thể là làm tô lên cái da của mình là da nâu. Nhưng mà nó vẫn thật các bạn. Rất thật, nhìn cái màu này rất thật. Ok. Sau đó, sau khi chọn màu phù hợp thì mình sẽ qua chỉnh sửa. Nếu mà thấy tấm ảnh này quá tối thì mình sẽ tăng độ sáng của nó lên. Tăng cho mặt mình sáng lên một tí. Ok, và đúng xong. Độ tương phản thì khi các bạn kéo lên thì màu sẽ đậm dần, đậm lên những cái nét, ví dụ như mắt, cái chỗ nào bóng tối thì nó sẽ đậm dần. Còn kéo xuống thì nó sẽ bạc màu dần. Đấy. Thường thì mình sẽ thích nó hơi bạc một tí đi cho. Story, tính năng này sẽ giúp các bạn đăng bài trên cái thanh ở đây trong vòng 24 giờ. Thì đó là một câu chuyện trong ngày, cho nên là chỉ đăng trong 24 giờ thôi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu sử dụng tính năng này nha. Ok, đầu tiên sẽ bấm vào thanh, đầu tiên sẽ bấm vào biểu tượng chụp ảnh ở đây. Đây là camera man. Sau đó chọn ảnh, hoặc là bạn tự chụp ảnh của mình cũng được. Mình sẽ chọn ảnh để đăng. Đây. Đấy, phóng ở đây. Sau đó các bạn có thể viết gì tùy thích vào đây. Bấm xong rồi gửi đến. Thôi, chia sẻ. Xong. Thì bài các bạn vừa đăng đã xuất hiện trên cái thanh ở đây. Các bạn chỉ bấm vô là các bạn có thể xem bài các bạn vừa đăng rồi. Ok, các bạn thấy không? Thì cái bài này sẽ tồn tại trong 24 giờ. Tiếp theo là lưu bài viết, các bạn có thể chọn những bài viết nào các bạn thấy thích và muốn xem lại thì các bạn nhấn vào biểu tượng ở đây thì nó sẽ lưu. Và muốn xem thì về trang cá nhân của các bạn. Sau đó nhấn vào biểu tượng tương tự lúc nãy là biểu tượng này. Và đấy, bài viết các bạn vừa lưu là bài viết này. Bài viết này lưu thì nó sẽ hiển thị vào đây. Ok. Tiếp theo là tạm ẩn bài viết. Tính năng này sẽ giúp bạn tạm ẩn những cái bài viết đã đăng ở trên cái trang cá nhân của mình mà không muốn xuất hiện nữa. Thì các bạn sẽ nhấn vào biểu tượng ba dấu chấm ở góc bên phải. Sau đó nhấn vào lưu trữ. Thì tính năng này nó vẫn sẽ lưu trữ trong cái đồng hồ ở đây. Đấy, bài viết mình vừa mới lưu trữ ở đây. Nhưng nó sẽ không bị xóa đi. Cuối cùng là xem TV với tính năng IGTV. Thì các bạn có thể nhấn vào cái biểu tượng TV ở trên đây. Đấy, sau đó sẽ hiển thị ra những cái bài đăng của bạn các bạn. Đấy, những bài đăng của bạn các bạn trên đây, xong là xem.
thì thời lượng nó sẽ tùy thích vào những cái bài đăng của bạn, các bạn đăng trên đây hoặc là bài mình hay xem đấy. Nó có mục, những mục này để mình chọn xem ở đâu. Đó, đang theo dõi mình, đang theo dõi những người này thì nó sẽ hiện lên đây. Phổ biến là những người hay xem nè, tiếp tục xem nè, đó là những cái bài viết các bạn đã xem đấy. Ok, vừa rồi là 5 tính năng cơ bản nhưng rất hữu ích cho bạn nào mới sử dụng Instagram. Mình mong rằng sau khi xem xong video này, bạn nào chưa tải Instagram thì hãy tải ngay về máy để trải nghiệm những tính năng đặc biệt của nó nha. Nếu thấy hay đừng quên like, share và subscribe cho Điện Thoại Vui TV. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Tập một số cái tính năng mới cho